Nếu bạn là người đam mê thể hình và bạn phân vân không biết những vận động viên thể hình hàng đầu thế giới ăn uống gì để có thể vừa tăng cân giảm mỡ, thì trong video hôm nay mình sẽ gửi đến bạn chế độ dinh dưỡng trong khi tập luyện, trước khi tập luyện và sau khi tập luyện của những vận động viên thể hình hàng đầu thế giới này nhé. Thói quen ăn uống của các vận động viên thể hình chuyên nghiệp. Đối với các vận động viên thể thao chuyên nghiệp, thói quen ăn uống của họ rất khoa học và được tính toán cực kỳ kỹ lưỡng. Vậy chế độ ăn như thế nào là khoa học và thực sự hiệu quả? Dưới đây là lời khuyên của các vận động viên thể thao chuyên nghiệp. Thực hiện khẩu phần ăn dinh dưỡng chính là bí quyết số 1 cho mục tiêu tăng cơ, cải thiện vóc dáng. Hãy tham khảo chế độ ăn của các vận động viên thể hình để cải thiện chất lượng dinh dưỡng khi tập luyện. Thực hiện khẩu phần ăn theo quy tắc 40-20-40. Các vận động viên thể hình thường có thói quen ăn uống với khẩu phần ăn theo quy tắc 40-20-40, trong đó 40% carbon hydrate, 20% chất béo, 40% protein. Chế độ ăn này có thể cân bằng tối ưu dinh dưỡng cho cơ thể, tăng cường cơ bắp và tiêu hóa mỡ thừa. Để làm được điều này, bạn cần đặc biệt chú trọng đến thành phần các loại thức ăn. Nhiều loại thức ăn chứa cả protein và chất béo. Nếu không sử dụng được nhiều thực phẩm protein, hãy bổ sung bằng thuốc tăng cơ, sữa tăng cơ whey trong bữa phụ. 2 tiếng rưỡi ăn một lần. Hãy ăn thành nhiều bữa nhỏ, mỗi bữa một chút để tăng khả năng hấp thụ, tăng dinh dưỡng cho cơ thể, phòng tránh tăng đường huyết khó tiêu. Thói quen ăn uống này cũng khiến cơ bắp phát triển nhanh hơn. Mỗi ngày bạn ăn khoảng 6 bữa là hợp lý nhất. Bạn có thể ăn vặt giữa các bữa phụ bằng các loại hạt và ngũ cốc. Chu kỳ calo. Cơ thể của người tập thể hình cần thích nghi với lượng calo nhất định. Vì thế hãy chú trọng đi điều chỉnh calo nào vào cơ thể mỗi ngày. Hãy xem kẽ chế độ ăn calo thấp và cao từng ngày một chút sao cho phù hợp với nhu cầu tăng cơ, tăng cân của bạn. Tất nhiên, bạn không áp dụng dập theo khuôn thức, nhưng cũng tạo ra thói quen ăn uống cho từng ngày và theo dõi lượng calo mỗi ngày để nạp vào cơ thể. Tham khảo thực đơn của vận động viên Philip. Việc tập thể hình nghiêm khắc với cường độ cao đòi hỏi các vận động viên phải có chế độ dinh dưỡng khoa học. Đối với Philip, một vận động viên thể hình chuyên nghiệp, thực đơn của anh là 7 bữa với các thực phẩm đa dạng tùy theo mùa giải. Áp dụng thói quen ăn uống và đặc biệt giúp cho Philip giảm mỡ, tăng cơ, khối lượng cơ bắp tối đa trước mỗi trận đấu. Ngoài thực phẩm, các vitamin, protein chuyên dụng là lựa chọn hữu hiệu Philip bởi công dụng và khả năng tạo cơ bắp và duy trì thể hình tiêu chuẩn. Thực đơn của vận động viên thể hình chuyên nghiệp Philip: bữa 1, 2,5 lòng trắng trứng gà, 1 bát yến mạch. Bữa 2, ức gà, 1 bát cháo lứt, rau luộc. Bữa 3, thăn bò khoai tây. Bữa 4, thăn bò khoai tây. Bữa 5, ức gà, 1 bát gạo lứt. Bữa 6, bữa 7, cà rô phi, ái bơn, bông cải luộc. Khi không trong giai đoạn thi đấu, Philip cũng thực hiện chế độ ăn ít tinh bột, giảm protein từ trứng, cá, thịt bò, yến mạch và rau. Trên đây là những thói quen ăn uống để tăng cơ mà các vận động viên thể hình chuyên áp dụng. Ngoài ra, bạn có thể chú trọng bổ sung protein, dinh dưỡng cần thiết cho cơ bắp bằng cách sử dụng sản phẩm sữa tăng cơ. Chế độ ăn uống cho người chuẩn bị thi thể hình như thế nào? Vận động viên thể hình luôn ý thức được tập luyện không ngừng nghỉ để nâng cao thể lực. Bên cạnh đó, kết hợp với chế độ ăn uống và dinh dưỡng nghiêm ngặt để sở hữu một thân hình săn chắc và khỏe mạnh. Để làm được điều đó, họ cần phải có 3 ngày nhiều chất béo và chất đạm để đảm bảo sức khỏe phục vụ và tiếp hồi năng lượng cho cơ thể. 1. Giai đoạn chuẩn bị trước khi thi đấu. Trước một tuần thi thể hình, các vận động viên sẽ áp dụng chế độ ăn bình thường và dành thời gian tập luyện trung bình 3 giờ mỗi ngày. 3 ngày sau đó, các vận động viên sẽ được ăn nhiều chất béo và chất đạm, chất đường bột giảm xuống còn 20-30% và chỉ tập luyện 30 đến 1 giờ sau mỗi ngày. Sát buổi thi đấu 3 ngày, các vận động viên sẽ tiếp nạp nhiều tinh bột vào cơ thể, trong đó đường bột là 75%, đạm 15% và nghỉ ngơi không tập luyện. Giữ tinh thần sảng khoái và thoải mái, năng lượng được dùng từ trước và sau khi tập thể hình đều lấy từ chất tinh bột này. Chế độ ăn trước khi thi đấu luôn có tầm quan trọng rất lớn và phải đảm bảo đầy đủ chất dưỡng chất, giúp cung cấp năng lượng và nước cho cơ thể. Một ưu điểm rất đáng lưu ý, giúp bù đắp sự tiêu hao năng lượng, giúp tiêu hóa nhanh chóng đó là chất tinh bột. Tuy nhiên, cũng không nên lạm dụng quá nhiều chất đường sẽ dẫn tới đường trong máu cao, tuyến lũy sẽ tăng sản xuất nội tiết tố insulin để điều hòa đường máu. Được biết chất này có nguy cơ giảm được đường trong máu, gây sự mệt mỏi và suy nhược cơ thể, ảnh hưởng xấu đến kết quả thi đấu. Lời khuyên: trước giờ thi đấu 4-6 giờ, các vận động viên nên ăn uống đầy đủ dưỡng chất và giúp no lâu. Cách 2-3 giờ cung cấp nước cho cơ thể một cách vừa phải. Cách 1-2 giờ được uống nước ngọt. Cách 1 giờ nên ăn nhẹ và tiếp nạp thêm năng lượng. 2. Trong khi thi đấu, các vận động viên thi đấu trên tinh thần cố gắng hết khả năng và công sức, nên tiêu hóa bên trong cơ thể không chịu đựng được sự no bụng. Nhu cầu cơ thể vẫn còn đối với những thức ăn tinh bột, đường và nước. Nguyên tắc chung là dùng ít, nhẹ, từ từ từng chạp một. Đối với vận động viên cử tạ thể hình thì cố gắng sức không kéo dài nên vấn đề ăn uống trong khi thi đấu ít được đặt ra. Loại nước uống dùng khi thi đấu phải nhạt, độ thường vào khoảng 2,5%, được làm mát được 4-120 độ C, có mùi thơm dễ chịu. Nếu quá ngọt, nước ở lâu trong dạ dày có thể gây rối loạn tiêu hóa. Chỉ nên uống từng ngụm nhỏ, tầm khoảng 400ml trong khoảng 30 phút, trong thi đấu là 100-200ml trong khoảng 15 phút. Không nên để quá khát mới uống dẫn đến ảnh hưởng không tốt, nên lưu ý nhu cầu cung cấp nước cho cơ thể của các vận động viên thể hình luôn nhiều hơn. 3. Sau khi thi đấu. Sau mỗi buổi thi đấu, cơ thể cần tiếp cận và bù đắp sự thiếu hụt năng lượng.
Trong 30 phút đầu nên cung cấp cho cơ thể 100g chất đường bột và sau 2 đến 3 giờ nên lặp lại. Để phục hồi sức khỏe và tiếp thêm năng lượng một cách tốt nhất, khuyến khích các vận động viên nên dùng nước trái cây giúp bù nước và lợi tiểu. Vấn đề thực hiện chế độ ăn uống và dinh dưỡng đối với các vận động viên thể chuyên nghiệp trước buổi thi đấu luôn là rất quan trọng và cần thiết. Một sức khỏe tốt, năng lượng dồi dào sẽ giúp bạn giành được thành công như mong muốn. 10 lầm tưởng về dinh dưỡng thể hình. Vận động viên thể hình phải ăn kiêng 365 ngày một năm. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng để tăng cơ bắp và giảm cân, bạn cần theo một chế độ ăn kiêng 365 ngày một năm. Đó là điều mà nhiều người đã làm trong năm đầu tập thể hình. Tất nhiên là việc ăn uống theo một chế độ và có kỷ luật thì lúc nào cũng tốt, nhưng việc duy trì nó trong suốt cả năm là điều rất mệt mỏi và cũng không cần thiết với hầu hết tất cả mọi người. Hiện nay thì hầu hết chế độ ăn kiêng, kể cả ăn kiêng giảm cân, đều chia thành các giai đoạn và có giai đoạn được ăn nhiều mà bạn thích. Dù sao thì quan trọng vẫn là chất lượng cuộc sống của bạn. 2. Tăng 2,5 kg một tuần tốt hơn 0,5 kg. Ăn nhiều quá cạc sẽ khiến bạn béo lên. Hầu hết mọi người đều biết điều này, nhưng họ vẫn ăn, họ tự biện hộ là họ ăn cạc cung cấp năng lượng cho họ luyện tập. Thực tế là hầu hết các bạn thích ăn cạc vì việc đó khiến bạn dễ chịu hơn. Vấn đề là tất cả chúng ta khiến các bạn dễ cân lên cân và nó chia thành nhiều calo. Nếu bạn lên 1kg trong một tuần thì có lẽ phần tăng trên 1kg chỉ là do mỡ và nước, bởi lý do đơn giản là cơ không thể tăng. Và vì chúng ta luôn muốn rằng tăng cơ giảm mỡ, tốt hơn là bạn nên kiểm soát thật cẩn thận cân nặng của bạn. Ăn quá nhiều. Một vài người cho rằng để tăng cơ bắp bạn cần ăn càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên các bodybuilder ăn rất nhiều, đặc biệt là những người cơ thể chuyển hóa năng lượng rất nhanh. Nhưng thông thường nên hấp thụ quá nhiều calo thì lượng calo dư thừa sẽ chuyển thành mỡ. Sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn tìm ra ngưỡng dinh dưỡng khiến bạn giữ cân tốt, rồi thêm vào đó 300 calo để giúp bạn tăng cơ mà không tăng mỡ. Ăn quá ít. Giống như những người ăn quá nhiều, ăn quá ít cũng khiến bạn không tăng cơ bắp được. Bạn nên ăn khoảng 250 calo trên mức giữ cân để đảm bảo phát triển cơ bắp mà không béo. Không ăn đủ sẽ khiến cho cơ thể bạn rơi vào trạng thái dị hóa và khiến cơ thể bạn sử dụng cơ bắp cho năng lượng. Nếu điều này xảy ra hàng ngày, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ thể của bạn. Theo chế độ dinh dưỡng trên báo chí. Nói chung thì các chế độ dinh dưỡng trên báo chí thường chung chung một sơ lược. Đó là bởi vì họ cần phục vụ hàng chục ngàn người và không thể đòi hỏi một chế độ dinh dưỡng riêng cho bạn được. Việc xây dựng một chế độ dinh dưỡng và đặc biệt các huấn luyện viên của bạn là việc của chính bạn. Nếu bạn không có huấn luyện viên, bạn cần có chế độ dinh dưỡng riêng của mình và các chế độ ăn kiêng trên báo chí chỉ dùng với mục đích tham khảo. Cam kết chất béo. Vấn đề rất hiển nhiên, chất béo là thiết yếu giống như nước, bạn không thể sống thiếu nó được. Câu chuyện bạn cần quan tâm là lượng chất béo nạp vào cơ thể là bao nhiêu và bạn cần bao nhiêu. Tập luyện là tất cả. Một số người sử dụng chế độ tập luyện rất nghiêm ngặt nhưng không nói chuyện giữa các hiệp, tập các bài tập luyện rất tốt. Tuy nhiên, ngay sau khi rời phòng tập, họ tới ngay cửa hàng đồ ăn nhanh và ăn khoai tây rán. Người ta thường nói chế độ dinh dưỡng đóng khoảng 80% trong thành công của bạn, cho nên hoàn toàn có lý do nói rằng bạn nên tập trung nhiều hơn vào chế độ dinh dưỡng của mình. Ăn quá ít khi ăn kiêng. Khi ăn kiêng, tốt nhất là giảm khoảng 250 calo từng bước một. Giảm 3.000 đến 4.000 calo ngay lập tức sẽ khiến cơ thể của bạn đốt lấy cơ lấy năng lượng. Nếu mức calo giữ cân của bạn là 3.000 calo thì không có lý do gì giảm xuống còn 1.000 calo vì một nửa số cân của bạn đã giảm được có lẽ là thay vào cơ thay vì mỡ. Thêm vào đó có lẽ bạn thấy mệt mỏi và không tập luyện được hết sức được. Việc ăn quá ít khi giảm cân là biểu hiện của người lười biếng, thiếu ý chí để theo đuổi một kế hoạch lâu dài. Sử dụng chế độ dinh dưỡng của người khác chỉ vì nó tốt cho họ. Cũng như sai lầm về việc dùng các chế độ dinh dưỡng trên báo chí, sao chép chế độ dinh dưỡng của người khác là điều sai lầm lớn. Mọi chuyện rất đơn giản, cơ thể của bạn khác cơ thể của họ và họ thành công không có nghĩa là bạn thành công. Hãy xây dựng chế độ dinh dưỡng của mình dựa trên những kiến thức dinh dưỡng mà bạn đọc được và những công cụ tính toán hỗ trợ. Trên hết, hãy lắng nghe cơ thể của bạn. Sản phẩm hỗ trợ có thể thay đổi chế độ dinh dưỡng. Đây cũng là một sai lầm khá phổ biến khi một người sử dụng thực phẩm bổ sung quên đi chế độ dinh dưỡng mà phụ thuộc hoàn toàn vào sản phẩm hỗ trợ. Họ có thể sử dụng sản phẩm hỗ trợ tốt nhất nhưng không bao giờ đạt được mục tiêu. Sản phẩm hỗ trợ dù sao cũng để hỗ trợ, vì nó chỉ là một phần của chế độ dinh dưỡng, không phải tất cả, thậm chí không phải là điều quan trọng nhất. Chế độ ăn hàng ngày là nền tảng cho dinh dưỡng, sản phẩm hỗ trợ chỉ nên được sử dụng như cái tên của nó, là để bổ trợ cho chế độ dinh dưỡng của bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ mình ở những video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại!